gia đình ông L ở Thanh Hóa nhận được tin nhắn khẩn cấp từ con trai Nguyễn Công Minh. Họ không thể tin vào mắt mình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng nội dung lại là một cú sốc lớn. Mình đang bị giam giữ ở Campuchia sau khi bị lừa bán và bọn tội phạm đe dọa yêu cầu 250 triệu đồng tiền chuộc để đổi lấy tự do của anh. Ông L choáng váng bấu vào mép bàn khi nhận tin dữ của con trai từ bên kia biên giới. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Bị lừa bán sang Campuchia, đòi 250 triệu đồng để chuộc người. Câu chuyện bắt đầu vào sáng sớm ngày 29 tháng 3 năm 2024 khi Minh rời nhà với giấc mơ về một công việc mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lên xe khách, Minh đã thông báo cho gia đình rằng anh đã đến nơi làm việc mới. Nhưng khi cả nhà bắt đầu yên tâm thì một người đàn ông lạ mặt đã đón Minh tại bến xe ngã tư ga và không ai thấy Minh nữa. Đến ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4 năm 2024, những cuộc gọi và tin nhắn đe dọa từ kẻ lừa đảo đã khiến gia đình Minh rơi vào tình trạng hoảng loạn với yêu cầu khẩn cấp chuyển tiền chuộc. Công an huyện Quảng Xương ngay lập tức vào cuộc điều tra, truy tìm dấu vết của băng nhóm tội phạm tinh vi này. Nhận được tin nhắn của con trai với nội dung bị lừa bán sang Campuchia và nhiều cuộc điện thoại lạ đòi tiền chuộc 250 triệu đồng, một gia đình ở Thanh Hóa đã tới công an trình báo. Cụ thể vào ngày 12 tháng 5, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã giải quyết vụ việc có dấu hiệu mua bán người dưới hình thức lừa đảo môi giới đi làm việc rồi bán sang Campuchia, sau đó khống chế để đòi 250 triệu đồng tiền chuộc. Theo Công an huyện Quảng Xương, mới đây chị NTC, sinh năm 1996, ngụ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đến cơ quan công an để trình báo có em trai là NCM, sinh năm 2003, bị lừa bán sang Campuchia. Nội dung trình báo cho biết, khoảng 4 giờ ngày 29 tháng 3, Nguyễn Công Minh đem theo một ba lô đi từ nhà đến xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, lên ô tô khách của nhà xe Hải Hà đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Minh gọi về cho ông L, bố của Minh, nói đã đến chỗ làm việc. Ông L nghĩ con trai đi làm phụ bếp tại xã Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, do Minh đang làm ở đây từ trước. Đến 8 giờ ngày 30 tháng 3, khi đến bến xe ngã tư ga thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông lạ mặt đi xe ô tô đến trả tiền vé cho M và chở M đi. Đến ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4, gia đình nhận được tin nhắn qua tài khoản Zalo của Minh với nội dung M đã bị lừa bán sang Campuchia, đồng thời có nhiều cuộc gọi đến số điện thoại của chị C yêu cầu chuyển 250 triệu đồng để chuộc người. Cảnh giác với cạm bẫy bị lừa bán sang Campuchia. Đây là một trong số rất nhiều vụ việc mua bán người đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Một phần nguyên nhân xuất phát từ việc các thanh niên có nhu cầu tìm việc làm có thu nhập cao, ít nặng nhọc, đã lên mạng tìm kiếm hoặc thông qua người lạ, quen biết trên mạng xã hội giới thiệu. Tuy nhiên, đây là các cạm bẫy mà bọn buôn người đã răng ra để dụ dỗ, đưa các nạn nhân đến hang ổ của chúng, sau đó khống chế bắt tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng hoặc đòi tiền chuộc từ gia đình các nạn nhân. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân hãy cảnh giác để bảo vệ bản thân và gia đình trước những lời hứa hẹn về công việc trên mạng xã hội từ các đối tượng không quen biết với thu nhập cao tại nước ngoài nói chung và tại Campuchia nói riêng. Nếu có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài, cần phải thông qua các cơ quan tổ chức uy tín có đăng ký hoạt động để được bảo hộ và tránh các rủi ro trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Hàng trăm người sập bẫy việc nhẹ lương cao bị lừa bán sang Campuchia. Việc người lao động bị lừa rồi bán sang Campuchia lao động khổ sai không còn là những câu chuyện hiếm gặp. Trước đó vào tháng 7 năm 2022, lực lượng chức năng cũng đã phá được đường dây lừa đảo hàng trăm người lao động. Cụ thể, bằng thủ đoạn việc nhẹ lương cao, các đối tượng đã đưa gần 200 người Campuchia làm việc không lương, nếu muốn trở về nước thì phải chuyển tiền chuộc. Theo đó, ngày 2 tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đưa gần 200 người qua Campuchia trái phép. 7 nghi can bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép gồm Vòng Phát Trương, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thanh Quy, Lê Văn Lộc, Huỳnh Văn Út, Huỳnh Thanh Phong và Chế Minh Nhật, tất cả cùng ngụ tỉnh Tây Ninh.
Bước đầu điều tra xác định, Trương quen biết với Vương Văn Thành chưa rõ lai lịch ở Campuchia qua mạng xã hội. Đầu năm 2022, Thành thông tin với Trương rằng công ty nơi đối tượng này làm việc ở Campuchia cần tuyển nhiều người. Nếu đưa được người đến điểm hẹn ở thành phố Hồ Chí Minh để Thành đưa sang nước ngoài, thì Trương sẽ được trả tiền cho từng người theo thỏa thuận. Các đối tượng Phong, Nhật, Khánh, Lộc, Út, Quy đều tham gia tổ chức đưa người sang Campuchia. Để việc đưa người xuất cảnh trái phép được chót lọt, nhóm nghi can này sử dụng xe máy, ô tô, phân công việc cụ thể cho từng người. Đối với việc tìm kiếm con mồi, các đối tượng tìm cách rủ rê, hứa hẹn giới thiệu việc làm có thu nhập cao tại khu vực tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng đưa đến nhiều địa điểm khác nhau, sau đó tìm cách đưa qua biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Với thủ đoạn trên, tính từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, Trương cùng nhóm đối tượng trên đã đưa gần 200 người sang Campuchia trái phép. Anh Phạm Văn Hòa, ngụ thành phố Biên Hòa, nạn nhân của các đối tượng trên, điện thoại cầu cứu tới công an tỉnh Đồng Nai về việc đang bị một số đối tượng lừa đi làm việc ở Tây Ninh nhưng thực chất đang trên đường đưa qua biên giới Campuchia. Thời điểm anh Hòa trình báo đang ở địa bàn tỉnh Long An. Vào cuộc, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã cử hai tổ công tác tiếp cận mục tiêu để xác minh sự việc và giải cứu các nạn nhân. Trong đó, một tổ nhanh chóng tiếp cận địa điểm mà nạn nhân vừa trình báo. Tuy nhiên, khi lực lượng trinh sát tiếp cận địa điểm trên, thì các đối tượng đã đưa người đi nơi khác. Tiếp tục bám theo các thông tin mà nạn nhân cung cấp, đến tối cùng ngày, tại khu vực xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, lực lượng trinh sát phát hiện các đối tượng đang đưa ba người gồm Phạm Văn Hòa, Lê Chí Thông, ngụ tỉnh Bình Phước và Đỗ Tiến Đạt, ngụ thành phố Biên Hòa, sang một ô tô khác để tiếp tục đưa qua biên giới Campuchia. Tại đây, trinh sát giải cứu ba nạn nhân nói trên và bắt giữ các đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn tuyển lao động với mức thu nhập cao trên các trang mạng xã hội để không trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người. Bằng thủ đoạn đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội để tuyển lao động với mức thu nhập cao, sau khi dụ dỗ, các đối tượng đưa nạn nhân đến khu vực giáp ranh biên giới rồi đưa qua Campuchia bất hợp pháp, ép nạn nhân làm công việc không trả lương hoặc bán cho các công ty của người Trung Quốc. Nạn nhân bị bóc lột sức lao động, bị ép buộc ký các hợp đồng lao động. Nếu muốn trở về nước thì phải chuyển tiền chuộc cho các đối tượng. Nhận trái đắng vì sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Nhiều người tin tưởng khi sang Campuchia thì có việc nhẹ lương cao, nhưng lại nhận trái đắng, muốn về lại Việt Nam phải chi số tiền lớn chuộc thân. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, lôi kéo lừa xuất cảnh làm việc tại Campuchia để người dân cảnh giác, không bị các đối tượng lôi kéo và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Suốt thời gian dài, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp nhận các tin tố giác các đối tượng thông tin tuyển dụng nhằm lôi kéo người dân đi lao động, làm việc tại Campuchia qua mạng xã hội. Các đối tượng này đang thông báo tuyển dụng, làm các công việc đơn giản, yêu cầu có kiến thức về công nghệ thông tin, mức lương hấp dẫn. Tin vào lời giới thiệu, một số người đã đồng ý đi làm việc tại Campuchia. Sau đó, những người này được đưa sang Campuchia vào các địa điểm có tên công ty do người Trung Quốc làm chủ. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ đã nhận ngay trái đắng khi được hướng dẫn lập các tài khoản mạng xã hội để tuyển cộng tác viên, giả danh nhân viên các sàn đầu tư tài chính, nhân viên cơ quan nhà nước, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, người Trung Quốc và người dân ở các nước khác. Các nạn nhân được giao chỉ tiêu số tiền lừa được hàng tháng, nếu không đạt sẽ bị cho vào diện vi phạm hợp đồng và bị phạt với mức từ 1.000 USD một tháng. Người chống đối sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống. Đa số những nạn nhân đều không hoàn thành chỉ tiêu được giao, nhưng muốn trở về Việt Nam thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Để có tiền bồi thường, họ phải liên lạc với gia đình, gửi tiền cho bọn chúng. Công an tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 4 nạn nhân bị các đối tượng lừa, dụ dỗ sang Campuchia làm việc. Trong đó, PPT, sinh năm 1999, chú huyện Chư Prong, bị đưa sang Campuchia làm trong công ty do người Trung Quốc điều hành. Sau khi PPT không hoàn thành chỉ tiêu, muốn về Việt Nam, gia đình đã phải chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp thì PPT mới được thả về. Tương tự, DVT, sinh năm 2007, chú huyện Mang Giang, cũng bị lừa sang Campuchia làm việc. Khi DVT muốn về Việt Nam, gia đình cũng buộc phải chuyển vào tài khoản cho các đối tượng 130 triệu đồng. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, liên hệ các cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động tại nước ngoài.
Trường hợp công dân bị lôi kéo, lừa đảo với hình thức như trên thì báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Bí mật đặc khu Tam Giác Vàng, vạch trần mánh khóe lừa đảo xuyên quốc gia sau cuộc đột kích. Tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bô Keo, Lào, một tổ chức tội phạm quốc tế đã lừa đảo hàng ngàn người Việt Nam qua mạng. Nhóm đối tượng này đã sử dụng tài khoản Facebook giả để tạo mối quan hệ tình cảm giả tạo với những người độc thân giàu có ở Việt Nam. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, nhóm tội phạm dụ dỗ họ đầu tư vào các ứng dụng khách sạn ảo, chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã phối hợp triệt phá tổ chức này, bắt giữ 155 đối tượng và thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại, hộ chiếu và nhiều tang vật khác. Đặc biệt, chiến dịch này đã giải cứu 36 nạn nhân và làm rõ những thủ đoạn tinh vi của băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này. Căn cứ riêng bất khả xâm phạm. Nhóm tội phạm sống ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bô Keo, Lào, lập tài khoản ảo làm quen, kết bạn, tán tỉnh yêu đương với những người độc thân khá giả ở Việt Nam. Hàng ngàn nạn nhân đã sập bẫy. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người thuộc Bộ Công an Lào, Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an tỉnh Bô Keo, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, Bộ đội Biên phòng Lào triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số quốc gia Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bô Keo của Lào, nạn nhân của chúng ở các nước châu Á. Bọn tội phạm này đã dụ dỗ người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chiêu bài, chính sách việc làm và lương hấp dẫn nhằm lôi kéo họ tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bọn chúng đã thiết lập một căn cứ riêng tại khu vực được mệnh danh là bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. Nhóm tội phạm này sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, sử dụng thiết bị công nghệ, điện thoại và SIM điện thoại Lào, lập các tài khoản Facebook giả. Phương thức hoạt động của chúng là công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân còn độc thân và có cuộc sống xa hoa. Sau đó, những kẻ nắm tài khoản ảo này làm quen, kết bạn, tán tình yêu đương, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Con mồi mà chúng hướng đến là những người độc thân, trung niên, có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với thủ đoạn đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lừa nạn nhân đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng hoặc trang web kinh doanh khách sạn ảo để hưởng phần trăm hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại đã đầu tư. Hành trình triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng bắt 155 người. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào. Đến ngày 30 tháng 7, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ đột nhập bí mật vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Với sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào, rạng sáng mùng 2 tháng 8, các tổ công tác của ban chuyên án đã xuất kích, tiếp cận văn phòng làm việc của bọn tội phạm. Sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng công an hai nước, các đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng các nhân viên người Việt đã xả lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 154 người, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, hàng ngàn SIM điện thoại không chính chủ cùng các tài liệu tang vật khác. Cùng thời điểm, tại sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh bắt giữ kẻ chủ mưu là Hoàng Bích Ngọc, sinh năm 1994, trú quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, khi đối tượng này bỏ trốn về Việt Nam bằng đường hàng không. Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là một đường dây tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn nạn nhân Việt Nam. Việc phá thành công chuyên án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với bọn tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt-Lào. NTH, một trong những nhân viên của tổ chức lừa đảo khai nhận, trong thời gian qua, H đã lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng.
với hoa hồng từ 7 đến 11% trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng Hấp nhận được tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương 25 đến 36 triệu đồng. Quá trình đột kích sào huyệt tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng. Bên trong sào huyệt của băng nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia ở Tam Giác Vàng, công an phát hiện thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo. Theo đó, sau một thời gian thu thập chứng cứ, xác lập chuyên án đấu tranh, được sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp đã xây dựng phương án phá án với phương châm vây rắc chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong. Quyết định cất vó đã được đưa ra ngày 2 tháng 8 năm 2024. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Lực lượng chức năng bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, Lào, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 chiếc điện thoại cùng hàng nghìn SIM điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi bị lực lượng chức năng bất ngờ đột kích, các đối tượng bỏ chạy theo hướng cầu thang bộ, ban công. Tuy nhiên, các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó. Gần 500 chiếc điện thoại, hàng chục máy vi tính được thu giữ từ các đối tượng, gần 100 cuốn hộ chiếu, ma túy, tiền được thu giữ tại hiện trường. 155 đối tượng được di lý về trụ sở tạm giữ của Công an đặc khu Tam Giác Vàng. Các đối tượng bị khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo. Tình trạng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo ngày càng phức tạp. Sáng 1 tháng 8, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá thực trạng tội phạm lừa đảo qua mạng, sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Không chỉ người dân mà cán bộ hiện nay cũng bị nhận những cuộc gọi lừa đảo. Hôm trước tôi đi họp ngoài Hà Nội, có một cán bộ cao cấp nói nhận được điện thoại tôi hỏi mượn tiền. Nghe tiếng rất giống tôi, nhưng số điện thoại thì không phải của tôi. Sau khi kiểm tra lại thì đó là số của một người khác. Ông Nguyễn Văn Nên kể. Cũng theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, các đối tượng sử dụng công nghệ cao ghép cả giọng nói, hình ảnh cán bộ, lãnh đạo các cấp, tòa án, công an, viện kiểm sát để lừa đảo. Tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều. Ngành công an và các lực lượng hiện nay đã rất tập trung ngăn chặn, phòng ngừa. Tuy vậy, rất cần nâng cao ý thức cảnh giác cũng như sự tích cực hỗ trợ của người dân thì việc phòng ngừa mới hiệu quả. Người lao động cần cảnh giác với chiêu lừa đảo tuyển dụng qua mạng xã hội. Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh các thương hiệu, doanh nghiệp uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xảy ra. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dân nhẹ dạ, dễ dàng mắc bẫy. Sự phổ biến và tiện lợi của mạng xã hội giúp người dùng tự do tiếp cận nhiều nguồn thông tin đa chiều. Tuy nhiên, đây cũng là nơi nhiều đối tượng xấu lựa chọn dựng nên những chiếc bẫy. Lợi dụng danh nghĩa của các thương hiệu lớn, uy tín để tuyển dụng không phải là chiêu mới, nhưng càng ngày, mánh khóe của các đối tượng lừa đảo càng phức tạp hơn. Mới đây, Unilever Việt Nam, công ty trách nhiệm quốc tế Unilever Việt Nam, vừa đưa ra cảnh báo một số cá nhân đã mạo danh phòng nhân sự của công ty để tuyển dụng lừa đảo tiền của người lao động. Theo ghi nhận của Unilever Việt Nam, đối tượng lừa đảo đã lập các tài khoản trên TikTok, lập website giả mạo website của công ty để đăng thông tin tuyển dụng nhằm răng bẫy người lao động. Thủ đoạn lừa đảo rất bài bản, đối tượng lừa đảo giả mạo là người giữ chức vụ phụ trách quan hệ lao động của Unilever Việt Nam, đăng thông tin tuyển dụng, môi giới ứng tuyển việc làm xuất khẩu lao động trên trang cá nhân, sau đó lập website giả mạo để tạo sự tin cậy cho người lao động. Người ứng tuyển được gửi phiếu, form đăng ký online, ứng tuyển nhân viên hỗ trợ văn phòng, sau đó đối tượng kêu gọi người ứng tuyển ứng tiền. Tinh vi hơn, đối tượng còn làm giả biên lai thu tiền, có chữ ký và dấu mộc của công ty để tạo sự tin tưởng. Ứng viên sau khi chuyển tiền sẽ nhận biên lai và chờ đợi. Chờ quá thời hạn được hứa hẹn mà không có hồi âm, tìm thông tin trang cá nhân của người thu tiền cũng không thấy. Người lao động chỉ biết mình bị lừa khi đến Unilever Việt Nam để hỏi thực hư thông tin tuyển dụng. Unilever Việt Nam khẳng định,
công ty không có hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động, chính sách ứng tuyển vào công ty không cần phải đóng phí, không nộp tiền thế chân, không đăng ký tài khoản cá nhân hay tham gia bất cứ hội nhóm nào. Công ty cũng đưa ra thông tin cảnh báo cho người lao động, khuyến khích các ứng viên nên thận trọng, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo bằng cách tìm hiểu kỹ các thông tin trên các kênh tuyển dụng chính thống của Unilever Việt Nam. Không làm việc với các cá nhân nhân danh tổ chức để liên hệ với ứng viên qua trang chat về vấn đề tuyển dụng, yêu cầu ứng viên phải chuyển tiền. Unilever Việt Nam cũng nêu rõ, tất cả thông tin tuyển dụng của công ty đều được đăng tải công khai, rộng rãi với các nội dung rõ ràng. Tuyển dụng với danh xưng tên công ty, cung cấp cụ thể các thông tin mô tả công việc, yêu cầu thời gian, địa chỉ làm việc, cách thức ứng tuyển, email nhân viên tuyển dụng sẽ có đuôi a.unilever.com. Hiện nay, các thương hiệu lớn đều chủ trương công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh tuyển dụng. Vì vậy, người lao động khi nhận được bất kỳ lời mời ứng tuyển nào thì cần thận trọng kiểm tra thông tin ở các nguồn tin chính thống của doanh nghiệp. Ứng viên có thể kiểm tra kỹ thông tin bằng nhiều cách, gõ trực tiếp tên miền của tổ chức doanh nghiệp mình muốn ứng tuyển vào cửa sổ trình duyệt để truy cập trực tiếp, không nên truy cập vào đường link nhận được hoặc có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của doanh nghiệp để kiểm tra chéo thông tin trước khi đưa ra quyết định. Trong một diễn biến liên quan đến băng nhóm lừa đảo, rất nhiều nạn nhân, ngày 12 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Bến Tre, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, Nguyễn Thông Thái, sinh năm 1995, Dương Văn Tài, sinh năm 2000 và Trương Hán Trương, sinh năm 2000, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá bắt tạm giam với cùng tội danh nói trên. Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7 năm 2023, Thái, Tài và Trương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt. Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần. Đến khoảng cuối tháng 7 năm 2023, cả ba cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc và rủ Trương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ, đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin của thẻ tín dụng đang sử dụng. Sau đó sử dụng các thông tin này được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt. Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho Tài. Với thủ đoạn trên, Thái, Tài và Trương đã đưa rất nhiều nạn nhân vào bẫy để chiếm đoạt các tài sản có giá trị rất lớn. Đến cuối tháng 9 năm 2023, Trương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Vì vậy, Thái và Tài đến thuê một căn hộ tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Phúc nên rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Trong đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 15 nạn nhân ở các tỉnh, thành phố. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp với Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Trương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Ngày 9 tháng 3 năm 2024, Phúc biết mình không thoát khỏi lưới pháp luật nên đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sáng 14 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin cầu cứu từ gia đình bà NTTH, ngụ huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội về việc nhờ giải cứu con ruột của mình là cháu NXTP, sinh năm 2003, đang bị các đối tượng trong một công ty cờ bạc thuộc khu Đông Thái, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng giam giữ và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 5.000 USD để chuộc con về. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã nhanh chóng làm việc với gia đình nạn nhân để nắm rõ thông tin, đồng thời cử lực lượng phối hợp công an thành phố Ba Vét truy tìm nạn nhân. Sau nửa ngày điều tra, truy vết các thông tin cho gia đình cung cấp, đến khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 3, lực lượng chức năng Campuchia đã tìm thấy nạn nhân NXTP, sau đó đưa ra biên giới
và bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Qua làm việc, P cho biết hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội. Cách đây khoảng 1 tháng, P được bạn bè trên mạng giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Tin tưởng bạn bè quen qua mạng, P đồng ý sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao. Tuy nhiên, khi qua Campuchia, P thấy việc làm và thu nhập không như lời giới thiệu, biết công việc mang tính chất lừa đảo qua mạng và bị quản thúc việc đi lại, P xin nghỉ để về, nhưng công ty không cho, yêu cầu bắt bồi thường hợp đồng là 5.000 USD. Do vậy, P nhắn tin cầu cứu gia đình. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.